trời xui đất khiến nổi tiếng bất ngờ mới trời. Bây giờ nó làm chị nổi hỗn cài. Chị muốn làm gì sai, chị muốn làm gì bậy cho chị muốn sai. Bây giờ nó canh tôi ra clip nào là lấy về đuối với em clip đó. Mà nói nghe nè, bú với em chị là phải nhiều bình luận chị mới chịu à. Mà nói nghe nè, nhìn cái tướng gì thấy ghê quá, ai thèm bú chị ô. Bớt ảo tưởng lại nha. Tưởng chị cho bú 3 ngày chưa hết. Không ai nói chị sai hết trơn nha. Con mình chị nói thôi đó, chị đâu có sai cái gì đâu. Có một cái chị ngu thôi, chị không có biết gì chị cũng cương hết trơn á. Chị lên chị nói tào lao không à. Vậy nha. Giờ ta chỉ cần ta lên, ta lên một video ta nói do em không tìm hiểu kỹ về kim cương cho nên em lên em vội vàng quá vậy vậy thôi. Thì đâu mà chị giải thích dài dòng quá chị. Thời buổi giờ ai thèm bú em vô. Chị mất ảo tưởng lại nha. Bye bye nha.